clip này mình xin chia sẻ cho các bạn cái kinh nghiệm mà mình đã đạt được 9 cộng điểm của C trong kỳ thi trung học phổ thông năm học 2021 nhé. Để mình đạt được 9 điểm cộng khối C trong 3 môn văn, sử và địa thì trước tiên các bạn hãy lập ra cho mình một thời gian biểu thật là hợp lý dành cho cả 3 môn này. Ví dụ như là trong một ngày các bạn sẽ học môn văn như thế nào, môn địa như thế nào và môn sử như thế nào. Tuy nhiên các bạn phải lưu ý cho mình rằng là thời gian biểu của 3 môn này phải hợp lý, phải đều, đồng đều và phải giống nhau. Môn văn học ví dụ học 2 tiếng thì môn địa cũng phải học 2 tiếng, môn sử cũng phải học 2 tiếng, chứ không thể nào mà các bạn học lệch đi giữa môn này và môn khác được. Tiếp theo đó là các bạn đã đặt ra cho mình cái mục tiêu chưa? Ví dụ các bạn đặt mục tiêu cho mình đó là 3 môn khối C của mình phải đạt trên 27 điểm hay là trên 25, 26 điểm. Thì khi mà các bạn đặt mục tiêu rồi thì cái mục tiêu của các bạn rất là rõ ràng để cho mình có một cái lộ trình học thật là hiệu quả nhất để mình đạt được cái mục tiêu của mình mà mình đã đặt ra. Khi mà cái thời gian các bạn lập ra thật là hợp lý cho cả 3 môn, bởi vì đây là cái nguyên tắc quan trọng nhất để cho các bạn ôn thi khối C thật là hiệu quả. Nguyên tắc này là nguyên tắc cần ôn thi một cách toàn diện giữa 3 môn, không để lệch lạc một môn nào cả. Ví dụ như là các bạn nghĩ là mình cái môn địa này mình đang yếu thì mình ôn môn địa nhiều hơn, mình dành hết tất cả thời gian cho môn địa. Cái điều đó, cái suy nghĩ đấy là vô cùng sai của các bạn khi mà các bạn ôn thi. Bởi vì các bạn thi 3 môn văn sử địa thì cả 3 môn đều vô cùng quan trọng đối với các bạn. Không thể nào mà các bạn dành thời gian cho một môn hay là hai môn, mà các bạn phải dành ra cho cả 3 môn thật là đều, phải là hợp lý. Bởi vì khi mà ví dụ như là bạn đạt được 9 điểm cộng, ví dụ như là 9 điểm đi, 9 rưỡi môn văn, nhưng mà môn địa của các bạn được 7-8 thì môn văn không thể nào mà có thể là lấp đầy cái điểm cho môn địa được. Các bạn không thể nào mà đâm đầu học, dành thời gian học cái môn mà mình yêu thích hay là cái môn mà mình yếu nhất rồi bỏ bê các môn còn lại. Cái điều đó là hoàn toàn sai lệch khi mà các bạn ôn thi, bởi vì điều đó không thể nào giúp cho các bạn có điểm cao được. Tất nhiên thì trong 3 môn, cái môn nào mà mình yếu nhất thì mình phải tập trung cao độ hơn. Tuy nhiên không thể vì điều đó mà các bạn bỏ bê những môn còn lại. Cái điều đó là sẽ khiến cho cái điểm của mình thấp đi và không thể nào có được một con số cao nhưng mà mình đặt mục tiêu ra được. Và các bạn đừng có suy nghĩ là cái môn này sẽ gỡ điểm cho cái môn kia. Ví dụ như là môn địa mình giỏi này, mình ok, nhưng mà cái môn văn mình chưa ổn lắm, thôi thì lấy môn địa gỡ điểm cho môn văn. Không, cái điều suy nghĩ đấy là không thể nào được. Bởi vì các bạn muốn điểm cao thì các bạn bắt buộc phải là cao cả 3 môn, như thế điểm các bạn mới trên 27 điểm được. Còn nếu mà các bạn cứ lấy điểm này gỡ cho điểm kia thì các bạn sẽ không thể nào đạt điểm cao như mình mong muốn được. Đó là cái quy tắc, cái nguyên tắc khi mà ôn thi môn khối C mà mình đã đặt ra cho bản thân mình. Và bây giờ mình sẽ đi thẳng vào các môn từng môn một cho các bạn dễ hiểu nhé. Đầu tiên mình sẽ nói về môn văn trước nhé. Khi mà mình sử dụng môn địa và môn lịch sử trong môn văn, đó là khi mình viết bài. Các bạn chú ý mà xem thì khi mà mình viết văn ấy là có rất là nhiều cái chủ đề liên quan tới lịch sử và địa lý. Thì khi đó mình sẽ áp dụng vào cái bài viết của mình. Mình sẽ lấy những dẫn chứng lịch sử này, mốc thời gian lịch sử này và viết vào cái bài văn của mình. Và mình lấy những địa danh ở địa lý, trong địa lý mà mình đã được học, mình viết vào văn thì khiến cho cái bài văn của mình trở nên sinh động và sáng tạo hơn rất là nhiều. Và đó cũng là điểm cộng giúp cho cái bài văn của bạn được điểm cao hơn. Khi mà các bạn áp dụng hai môn còn lại cho môn văn rồi thì cái điều tiếp theo các bạn cần chú ý đó là về phần nội dung, bố cục, nghệ thuật và ý nghĩa của tác phẩm. Khi mà các bạn đã đọc tác phẩm một cách nhuần nhuyễn rồi và hiểu hết cái nội dung của tác phẩm đấy rồi thì cái điều quan trọng nhất đó là các bạn phải hiểu được nội dung, ý nghĩa, cốt truyện và cái nghệ thuật như thế nào. Khi đấy các bạn mới nắm được cái bố cục của tác phẩm như thế nào thì khi đấy các bạn mới viết được ra một bài văn thật là hay, thật là sáng tạo. Khi mà các bạn nắm vững được cái phần bố cục của tác phẩm này, rồi là nghệ thuật này, ý nghĩa của tác phẩm này, thì các bạn đừng ngại viết cho mình. Các bạn hãy viết thật nhiều. Khi mà các bạn đọc một tác phẩm thì các bạn
Search trên Google rất là nhiều để về tác phẩm đấy, thì các bạn hãy viết ra, làm các bạn canh thời gian, các bạn bấm đồng hồ thời gian, làm giống như các bạn đang đi thi cho mình, các bạn viết một cách thật nhiều cho mình. Và các bạn đừng có ngại viết nhé, khi mà các bạn ôn thi môn văn ấy, cái điều quan trọng đó là các bạn đừng ngại viết, các bạn hãy viết nhiều vào, nó sẽ không lãng phí thời gian của các bạn đâu. Bởi vì các bạn viết càng nhiều thì các bạn sẽ nhớ càng nhiều, cái tư duy viết bài của các bạn sẽ được nâng cao hơn, đến khi các bạn khi bước vào kỳ thi thật ấy thì các bạn sẽ cảm thấy là à, mình đã quen với cái việc viết này rồi, thì các bạn thi sẽ dễ dàng hơn và sẽ đạt được điểm cao hơn. À, còn một cái nữa mà mình sẽ nhắc cho các bạn khi mà các bạn ôn thi môn văn nhé, đó là cái việc các bạn sưu tập dẫn chứng. Cái việc sưu tập dẫn chứng này sẽ giúp cho các bạn có một bài văn thêm sinh động và sáng tạo. Bởi vì trong môn thi môn văn thì các bạn sẽ có phần thi nghị luận và phần thi viết văn, thì trong phần thi văn nghị luận thì các bạn sẽ cần dẫn chứng rất là nhiều, đó là dẫn chứng về cuộc sống và xã hội. Cái này thì mình khuyên các bạn đó là các bạn hãy xem thời sự rất là nhiều này, các bạn cung cấp này thông tin của mình thật là mới này, thật là sáng tạo, để khi mình cho những cái dẫn chứng đấy vô bài văn thì cái người chấm sẽ thấy là à, cái người viết này đã và đang quan tâm về cuộc sống rất là nhiều, quan tâm về con người rất là nhiều. Thì đấy là một điểm cộng cho các bạn, giúp cho cái bài văn của các bạn có thể là trở nên sáng tạo hơn, tạo một cái điểm nhấn giúp cho người đọc nhớ tới và đạt điểm cao trong kỳ thi. Và đó là môn văn. Tiếp theo là môn địa. Cái môn này thì là mình thấy là các bạn đều chủ quan với môn địa, bởi vì các bạn nghĩ là à, môn địa thì rất là dễ rồi, không có gì phải khó cả. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn suy nghĩ như vậy thì các bạn đang chủ quan đấy, bởi vì không có một môn nào khó mà cũng không có một môn nào dễ để cho các bạn ăn điểm cả. Cho nên kể cả môn địa cũng vậy, thì các bạn hãy ôn tập thật nhiều cho mình. Thì cái năm vừa rồi thì mình ôn tập môn địa, đó là mình sẽ chia môn địa thành các chương khác nhau. Ví dụ là mình sẽ chia các chương, đó là chương vùng này, chương dân cư này, hay là những chương còn lại gì đấy, thì mình sẽ chia từng chương khác nhau một để cho dễ học, chứ không để bị lẫn lộn giữa chương này và chương kia. Ví dụ trong chương vùng thì mình sẽ học từng đặc điểm rồi từng cái hiện tượng này kia, thì khi đấy là mình sẽ nhớ và không để bị lẫn lộn giữa cái vùng này và vùng kia. Rồi tiếp theo đến dân cư cũng vậy, và mình cũng học theo một cái văn bản, là một cái theo một cái chiều gọi là vòng tuần hoàn, thì mình sẽ học như vậy, mình học từ vùng cho đến là mình học dân cư, rồi mình học tới chương khác, mình sẽ học các chương khác nhau, phân biệt ra khác nhau để cho mình dễ nhớ và không để bị nhầm lẫn. Tuy nhiên thì khi mình chia các chương khác nhau như vậy để tránh bị nhầm lẫn, thì các bạn đừng quên rằng là mình phải sao chuỗi các cái vấn đề đó lại với nhau, bởi vì nó có sự liên quan đến tới nhau nhé. Khi mà các bạn sao chuỗi được tất cả các chương lại với nhau thì cái đấy các bạn nắm chắc kiến thức rồi, thì khi đi thi các bạn không phải lo ngại gì về cái việc mình không làm được bài cả, bởi vì khi mà các bạn nắm chắc được cái vấn đề đó rồi thì các bạn rất là dễ dàng giải quyết. Đó là mình nói về phần kiến thức. Và trong phần thi địa lý thì sẽ có phần Atlas, thì cái phần này là nằm toàn bộ tất cả trong quyển Atlas mà các bạn đang có, thì kinh nghiệm để mình làm điểm Atlas, ăn tròn điểm Atlas, thì mình dành thời gian mình xem quyển Atlas đấy thật là kỹ, và mình làm rất là nhiều để dành cho Atlas. Đó là mình tìm kiếm từng cái câu hỏi mà Atlas đã đưa ra, thì khi mà mình tìm kiếm nhiều rồi thì sẽ tạo cho mình một cảm giác là đó là kiểu rất là quen thuộc, và khi mình vào bài thi, khi mình làm bài thi ấy, thì mình đọc những câu hỏi mà Atlas đã đưa ra thì mình cảm thấy là à, mình biết là cái chỗ này ở đâu, mình tìm rất là nhanh và không tốn quá nhiều thời gian của mình. Cho nên là các bạn hãy dành thời gian ra để tìm hiểu cái Atlas đó như thế nào, bởi vì các bạn đừng để mất điểm Atlas, rất là tiếc luôn, bởi vì Atlas rất là dễ ăn điểm. Cho nên là các bạn cố gắng dành thời gian để tìm hiểu cái Atlas thật là nhiều để không bỏ sót các điểm Atlas nhé. Và môn thứ ba đó là môn cuối cùng rồi, đó là môn lịch sử. Thì mình thấy là cái môn lịch sử này là cái môn mà tất cả mọi người đều ngại học nhất, bởi vì sự khó, sự không thể thuộc được hết tất cả các mốc dữ liệu của lịch sử. Tuy nhiên thì mình đã tìm ra được lý do tại sao các bạn lại sợ học môn lịch sử tới thế, và không sợ thi môn lịch sử điểm thấp tới thế, bởi vì các bạn đã học sai cách môn lịch sử rồi, cho nên cái việc các bạn sợ môn lịch sử là điều không thể nào tránh khỏi được. Tuy nhiên các bạn thấy môn lịch sử khó
Mình lại thấy là môn lịch sử là cái môn mà các bạn sẽ đạt điểm cao nhất. Và ngay sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách mình đã đạt được điểm cao với môn lịch sử nhé. Và cái điều không thể thiếu khi học lịch sử thì các bạn phải đọc sách giáo khoa rồi đúng không? Cái kinh nghiệm của mình đó là đầu tiên là mình phải đọc sách giáo khoa thật là nhuần nhuyễn trước đã. Bởi vì mình thấy là đa số các bạn học lịch môn lịch sử là đều học thuộc, học một cách kiểu như không không học hiểu mà các bạn học một cách chuôn thôi chứ không thể làm áp dụng được, cho nên là cái điều đó rất là khó. Và khi mà các bạn học thuộc ấy rất là dễ quên mà các bạn không thể nào mà nhớ lâu được, cho nên là cái cách học như thế này là mình thấy không hiệu quả cho lắm. Rồi sau khi mà các bạn đọc sách thật là nhuần nhuyễn rồi, các bạn đọc cái nội dung trong sách rồi, thì tiếp theo các bạn cần viết ra giấy thật là nhiều. Các bạn viết ra, nốt ra, khi các bạn đọc sách đấy các bạn hãy nốt ra những cái lưu ý, những cái điểm nhấn trong cái nội dung bài đấy, những cái mốc lịch sử quan trọng thì các bạn hãy nốt ra thật là kỹ. Các bạn đừng có ngại kiểu viết trời ơi viết mất nhiều thời gian của mình quá thôi mình đọc đi cho xong, nhưng cái điều đó không thể nào giúp chắc các bạn được điểm cao được. Cho nên khi mà các bạn đọc sách rồi các bạn hãy nốt ra cho mình, viết ra cho mình những cái điểm mà các bạn cần lưu ý và những cái nội dung quan trọng nhất của bài, các bạn hãy viết ra thật là nhiều để cho mình có một cái gọi là hiểu được cái nội dung đó như thế nào, chứ các bạn đừng có đọc suông như vậy nhé. Khi mà các bạn tổng hợp ra giấy rồi thì cái việc tiếp theo đó là các bạn hãy ôn tập bằng các từ khóa và đánh dấu hiệu đặc biệt. Khi mà các bạn đọc sách xong rồi các bạn sẽ viết ra giấy, thì những cái dữ liệu mà các bạn viết ra giấy đó là cái phần quan trọng nhất, thì các bạn hãy gạch cho mình, nốt lại cho mình cái từ khóa mà các bạn đã viết ra và các bạn đánh dấu ký hiệu đó. Và khi mình nhìn vào, mình ôn tập vào thì mình mới hiểu rằng là à, đây là cái điểm nhấn để mình có thể nhớ được và hiểu được cái nội dung của bài là như thế nào. Cho tới khi các bạn bước vào phòng thi, các bạn đọc những câu hỏi sẽ giúp cho các bạn đó là bạn hiểu được là câu hỏi người ta đang hỏi gì và mình phải tìm câu trả lời là như thế nào. Điều đó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được nhiều thời gian hơn và làm những câu khó hơn còn lại. Và trên đây cũng là những chia sẻ của mình dành cho các bạn, và mình mong rằng cái những chia sẻ, những kinh nghiệm của mình sẽ giúp cho các bạn trong kỳ thi trung học phổ thông sắp tới. Và mình xin chúc cho các sĩ tử trong kỳ thi này sẽ có một kỳ thi thật là suôn sẻ, may mắn và đạt được thành tích mà mình mong muốn nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Lăn tăn điều gì? Hãy dõi theo series video Thủ khoa tiếp sức Gen Z trên báo Thanh niên và các thủ khoa sẽ gỡ rối cho các bạn. Trong series video này, 10 thủ khoa của các trường đại học sẽ đồng hành cùng thí sinh. Họ chia sẻ tất cả các thủ thuật, mẹo và bí quyết đã giúp họ chiến thắng được kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chương trình do báo Thanh niên thực hiện với nỗ lực nối lại những điểm giao tương đồng của suy nghĩ, trăn trở, khát vọng và ước mơ của các thế hệ thí sinh. Hãy dõi theo Thủ khoa tiếp sức Gen Z để có thêm hành trang trước bước ngoặt của tuổi trẻ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.